Xin chào mừng quý anh chị đã đến với video tiếp theo của em bán Mitsubishi Cầu Diện. Và trong tháng 4 này thì bên em đang được hỗ trợ 50% trước bạ với đa phần với những cái dòng xe Mitsubishi. Có những dòng xe lên tới hơn 100 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Mitsubishi Xpander bản cao cấp. Bên em hầu như là tất cả các dòng xe thì đều đủ màu làm xe ngay 5 chỗ 7 chỗ dòng bán tải. Và đây đang là bản Mitsubishi Xpander cao cấp mới nhất bên em đang được hỗ trợ chương trình tương đối tốt. Lăn bánh Hà Nội bây giờ cũng chỉ còn là 730 đến 735 triệu đồng. Anh chị trả góp thì chuẩn bị tài chính là 190 triệu. Đấy, anh chị lăn bánh ở tỉnh có 12% thì cũng chỉ còn là 715 triệu. Đấy, trả góp thì chuẩn bị là 170 triệu. Anh chị ở tỉnh có thuế 11% thì cũng chỉ còn là 705 triệu và trả góp là 165 triệu về chuẩn bị tài chính. Còn anh chị ở tỉnh có 10% thì lăn bánh cũng chỉ còn khoảng 700 triệu thôi. Đấy, trả góp thì chuẩn bị tài chính là 160 triệu. Và hiện tại với Xpander bản cao cấp này, bên em đang có đủ màu giao xe ngay. Chương trình và số lượng xe bên em đang có hạn. Anh chị có nhu cầu đặt hàng lấy xe ngay để đi chơi ngày nghỉ lễ 30/4 mùng 1 tháng 5 thì có thể là liên hệ cho em Ba theo số điện thoại là 076 360 3333. Ngoài những chương trình trên thì anh chị đặt hàng sớm thì em đang có ưu tiên chương trình đặc biệt cho 10 năm đơn hàng đầu tiên khi anh chị đặt xe. Với những quà tặng giá trị lên tới nhiều triệu đồng. Đấy, và để hỗ trợ chương trình tốt hơn thì anh chị có thể là liên hệ cho em Ba theo số điện thoại trên.